Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để móc một họa tiết gấu trang trí cho mặt trước của ba lô cầu vồng như thế này. Thì ở clip trước mình cũng có hướng dẫn cho các bạn cách móc hoàn tất một cái mẫu ba lô cầu vồng như thế này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách móc trang trí nha. Ở đây mình sẽ sử dụng màu nâu và kim khâu ba lô để móc nha. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn vừa tạo 7 mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Và móc đơn thứ bảy. Khi được 7 mũi móc đơn liên tiếp, ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại và móc cho mình vào cái chân móc mũi đơn đầu tiên này nè. Đây là chân móc mũi đơn đầu tiên. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 2 Thì lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ không có điểm kết thúc nè. Ta bắt đầu móc xoắn ốc cho cái phần mặt của gấu. Ở cái chân móc thứ hai của cái vòng tròn thứ nhất, các bạn cũng móc cho mình vào đây 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai. Tương tự chân móc thứ ba của vòng tròn thứ nhất cũng móc cho mình vào đây 2 mũi móc đơn. Đây, móc vào đây 2 mũi móc đơn. 1. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai. Làm tương tự cho các chân móc còn lại đến chân móc thứ bảy của vòng tròn thứ nhất á. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Và làm tương tự cho đến chân móc thứ bảy. Chân thứ sáu cũng móc 2 mũi móc đơn nè. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Và chân móc thứ bảy, chân móc cuối cùng của vòng tròn thứ nhất cũng móc vào đây cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là mình vừa hoàn tất được vòng tròn thứ hai, mỗi chân móc có 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc nè. Thì cái điểm cuối cùng sẽ là chân móc thứ bảy của vòng tròn thứ nhất nha. Bây giờ cái vòng tròn của mình nó cũng có cái độ xoắn ốc như thế này, các bạn tiếp tục móc cho mình cái vòng thứ ba. Thì ở cái vòng thứ ba bắt đầu sẽ là chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới á. Chân đầu tiên móc cho mình một mũi móc đơn vào cái chân móc đầu tiên. Chân móc kế bên sẽ là chân móc thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới, hoặc là ta có thể gọi là chân nằm chính giữa của hai chân cùng chân phía dưới nha. Đây, khi nhìn thì các bạn có thể thấy nó sẽ nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Hoặc là nếu không để ý được mũi móc thì các bạn có thể đâm kim cho mình vào chân thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới và móc vào đây 2 mũi móc đơn. 1 2 Như vậy là mình vừa được một cụm chân móc gồm một mũi móc đơn xen kẽ 2 mũi móc đơn cùng chân móc nè. Thì tiếp tục mũi móc kế bên sẽ là hai chân móc cùng chân phía dưới, hai chân móc cùng chân thứ hai của cái vòng tròn thứ nhất nè. Thì cái chân thứ nhất các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Và chân thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới thì ta sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn. Đây, ta được thêm một cụm chân móc gồm một mũi móc đơn xen kẽ 2 mũi móc đơn cùng chân móc nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì để phân biệt được cái điểm cuối cùng, các bạn có thể dùng kim đánh dấu cho mình vào chân móc cuối cùng nha. Tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi móc đơn. Thì chân kế tiếp sẽ là chân móc thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới, móc vào 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Tương tự chân kế bên, chân móc đầu tiên của hai chân cùng chân phía dưới, móc vào một mũi móc đơn. Chân thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới, móc vào 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Cũng móc xen kẽ một mũi móc đơn vào chân đầu tiên và 2 mũi móc đơn cùng một chân móc vào chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới nha. Làm tương tự cho đến cuối hàng.
Sau khi móc đến cuối vòng, các cái cụm chân móc gồm một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc và hai mũi móc đơn cùng chân móc, ta sẽ móc vào chân thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Thì để tiếp tục cái vòng móc thứ tư, các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái vòng móc thứ hai á. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và ta cũng tăng mũi tương tự như vòng tròn thứ ba. Móc vào chân kế bên một mũi móc đơn. Chân kế tiếp sẽ là chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới. Móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba của vòng tròn thứ tư sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai chân cùng chân phía dưới, tức là cái chân móc thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới. Móc vào đây hai mũi móc đơn. Thì vòng tròn thứ tư mình sẽ có cụm chân móc nè, hai mũi móc đơn mỗi chân móc xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng, cũng thêm mũi cho mình vào cái chân móc thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Chân thứ hai ta sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc nha. Sau đó các bạn sẽ làm cho mình tương tự cho các vòng móc còn lại. Đây, làm tương tự cho các vòng móc còn lại cho đến khi cái vòng tròn này nó vừa đủ để ta tạo được cái mặt của gấu á, thì các bạn ngưng. Cứ móc tương tự cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chỉ khi gặp cái chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới thì móc vào hai mũi móc đơn cùng chân móc để ta thêm mũi tương tự cho các vòng còn lại nha. Đây, các bạn sẽ thêm mũi tương tự cho mình cho các vòng móc còn lại cho đến khi cái vòng tròn này nó có cái kích thước vừa đủ để mình trang trí cho cái mặt trước của ba lô á, thì các bạn ngưng. Cũng thêm mũi cho mình vào chân nằm chính giữa của hai chân cùng chân phía dưới nha. Móc thêm nhiều vòng móc tương tự. Và lưu ý cho mình là luôn luôn móc xoắn ốc nha, ta sẽ không có điểm kết thúc. Mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến khi gặp chân thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới thì móc vào đây hai mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho các vòng móc còn lại. Thì ở đây mình đã lên thêm được nhiều vòng móc và cũng tăng mũi vào chân móc thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Đây. Đối với nhiều bạn không rõ được mũi móc cuối cùng thì các bạn dùng kim đánh dấu nè. Cái kim đánh dấu này nó sẽ thẳng hàng với cái chân móc cuối cùng của vòng móc á. Và khi kết thúc cái vòng móc này xong, các bạn sẽ đếm cho mình cái cụm cuối cùng của mình là bao nhiêu mũi nha. Ở đây mình có nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. 8 và 9 là hai chân móc cùng chân nè. Và đây sẽ là cái điểm kết thúc nha. Các bạn sẽ ghi chú lại cho mình cái số mũi móc của cụm cuối cùng ta thêm mũi này để lát nữa ta dựa vào đây để giảm mũi cho cái phần mặt gấu. Và cái điểm kết thúc này các bạn sẽ sử dụng kim đánh dấu để đánh dấu cho mình. Đây là cái điểm kết thúc của vòng móc nè. Đây, các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào một trong các chân móc ở đây. Bây giờ ta sẽ móc tiếp cái vòng móc tiếp theo. Ở vòng móc tiếp theo thì các bạn cũng tương tự. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và ở vòng móc này ta sẽ không tăng mũi nha. Mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi gặp chân móc thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới thì cũng móc cho mình vào đây một mũi móc đơn thôi nha. Khác với các vòng móc tăng mũi, móc vào một mũi móc đơn. Sau đó móc tiếp vào các chân móc kế tiếp. Mỗi chân móc ta cũng móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc ta đánh dấu ở đây. Cũng tương tự, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Đây, chân thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới cũng móc một mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại. Sau khi móc đến chân móc mà mình đánh dấu ở đây thì cái vòng tròn tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như vòng tròn mà ta vừa móc á. Thì mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc, tương tự như cái vòng móc mà ta vừa móc nè. Thì đối với cái mặt gấu này mình sẽ thêm hai hàng móc không tăng mũi. Đây, ở đây mình đã có một hàng rồi thì các bạn sẽ tiếp tục móc thêm cho mình một hàng không tăng mũi nữa. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các bạn cũng làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc mà ta đánh dấu ở đây nè.
thì chân móc kết thúc nó sẽ thẳng hàng với cái chân móc thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới, hai chân móc cùng chân phía dưới của cái hàng mà ta thêm cuối cùng á. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng, ta được hai hàng móc không tăng mũi, thì hai hàng móc không tăng mũi này nó sẽ là độ rộng của phần mặt gấu á. Và lúc này cái phần mặt gấu nó sẽ có cái độ cúp lại như thế này. Bây giờ mình sẽ móc tiếp cái hàng móc tiếp theo và ta tiến hành giảm mũi cho cái phần này nó được bo lại nha. Ta sẽ dựa vào cái cụm chân móc mà ta kết thúc ở cái vòng tròn thêm mũi á. Thì ban đầu ta đếm có 9 mũi móc nè, 7 mũi móc là ở mỗi chân móc, còn hai mũi móc cuối cùng thứ 8 và thứ 9 nó sẽ nằm chung một chân móc nè. Thì lúc này các bạn sẽ giảm mũi cho mình ở cái chân móc đầu tiên trước. Đây, ta sẽ giảm mũi ở cái chân móc đầu tiên thẳng hàng với cái mũi móc mà mình đánh dấu á. Các bạn sẽ tiến hành đâm kim vào cái chân kế bên. Đây, đâm kim vào chân kế bên, sau đó kéo len qua chân móc. Tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ hai, chân móc kế bên và cũng kéo len. Để trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Như vậy là mình đã giảm được một mũi móc ở đây nè. Sau đó ở cái hàng thêm mũi cuối cùng ta có 7 mũi ở mỗi chân móc, thì các bạn sẽ móc cho mình 7 chân móc kế tiếp. Mỗi chân móc ta móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nha. Móc cho mình liên tiếp 7 mũi. Móc đơn thứ nhất, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu và móc đơn thứ bảy. Sau khi đã được 7 mũi móc đơn vào mỗi chân móc, thì chân móc thứ 8 và thứ 9 ở cái hàng tăng mũi, ta thêm mũi, thì bây giờ ta sẽ giảm mũi ở chân thứ 8 và thứ 9 nè. Các bạn sẽ tiến hành giảm mũi tương tự như cái mũi mà ta giảm đầu tiên á. Cũng đâm kim vào chân móc thứ 8, sau đó kéo len. Kéo len qua chân móc. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ 9, kéo len qua chân móc. Sau đó kéo len qua 3 chân móc trên kim. Ta giảm thêm được một mũi móc ở cái vòng móc này. Đây, ở đây mình đã giảm được hai mũi móc nè, mũi móc đầu tiên và cái mũi móc ta vừa giảm, và cái khoảng cách giữa hai mũi này nó sẽ cách nhau là 7 chân móc. Tiếp tục móc cho mình 7 chân kế tiếp. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu và móc đơn thứ bảy. Ở chân móc thứ 8 và thứ 9 ta sẽ chụm lại thành một chân, cũng đâm kim vào chân thứ 8, sau đó lấy len. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ 9, lấy len và kéo len qua 3 chân móc trên kim. Ta giảm được mũi móc thứ 3 cho cái vòng tròn này nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại nha. Móc tương tự cho đến chân móc mà ta đánh dấu. Cũng móc xen kẽ 7 chân móc. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân móc thứ 8 và thứ 9 cũng chụm lại thành một chân. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc, đồng thời kéo len. Sau đó kéo len qua 3 chân móc trên kim. Và làm tương tự cho các cụm còn lại. Sau khi móc giảm mũi cho đến cuối vòng thì cái điểm cuối cùng của mình nó sẽ nằm ở cái chân móc đầu tiên mà ta giảm nè. Các bạn sẽ chụm lại cho mình cái chân này và cái chân móc kế bên á. Chân móc ta giảm này và cái chân kế bên lại thành một chân. Cũng đâm kim lần lượt vào hai chân. Sau đó kéo len qua 3 chân móc trên kim. Như vậy là mình giảm được cái vòng móc tiếp theo nè. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tương tự như cái chân móc mà ta vừa giảm, thì tiếp tục cái chân móc kế tiếp này, khi các bạn móc gặp một cái chân móc giảm ở phía dưới thì cũng móc cho mình cái chân này và cái chân kế bên, hai chân này ta sẽ chụm lại thành một chân. Cũng đâm kim lần lượt vào cái chân giảm nè, sau đó chân kế bên
và kéo len qua ba chân móc trên kim. Đây, ta được thêm một mũi giảm tiếp theo. Các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc mà ta đánh dấu ở đây. Lúc này cái vòng tròn của mình nó đã có cái độ cúp lại nè. Cúp lại như thế này thì các bạn sẽ móc xoắn ốc cho mình cái vòng giảm mũi này. Khi gặp cái chân móc giảm mũi thì ta sẽ chụm lại chân giảm mũi và cái chân kế bên lại, hai chân này ta sẽ giảm lại thành một chân. Các bạn cứ móc xoắn ốc cho mình các cái vòng móc tiếp theo. Cũng tương tự nha, giảm mũi cho mình ở cái chân giảm này và cái chân kế bên nè. Đây, chân giảm và chân kế bên chụm lại thành một chân. Móc tương tự xoắn ốc cho mình cho đến khi cái vòng tròn này nó nhỏ lại thì ta ngưng nha. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tương tự khi gặp chân móc giảm mũi thì chân giảm mũi và chân kế bên chụm lại thành một chân. Lần lượt đâm kim vào chân đầu tiên và chân kế bên, sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim và làm tương tự cho các vòng móc còn lại. Sau khi đã giảm thêm được nhiều vòng móc thì lúc này cái vòng tròn của mình nó đã nhỏ lại như thế này. Thì ở cái khoảng trống này các bạn sẽ tiến hành nhồi gòn cho mình để cho cái phần mặt của gấu nó được cứng cáp hơn nè, và nó sẽ có cái độ phồng như thế này. Thì để kết thúc được cái vòng tròn nhỏ này nè, thì ở đây mình có 7 chân móc cuối cùng cho cái vòng tròn nhỏ này. Bây giờ mình sẽ dùng kim để khâu lại cái vòng tròn này. Các bạn tiến hành kéo len, sau đó cắt cho mình một đoạn len dài. Ta sẽ sử dụng đoạn len này để khâu cái vòng tròn nhỏ cũng như là khâu vào trong cái phần thân túi nha. Ta dùng kim khâu đâm từ ngoài vào trong các cái chân móc mà ta còn chừa lại đây nè. Các bạn có thể đâm cho mình lần lượt vào các chân móc cũng được, hoặc là đâm xen kẽ các chân móc nha, cho cái mũi móc của mình nó không có bị dày. Đây, các bạn sẽ đâm kim từ ngoài vào trong chân móc. Có thể đâm xen kẽ cũng được, hoặc là đâm liên tiếp các chân móc cũng được nha. Đâm từ ngoài vào trong các chân móc. Ở đây mình sẽ đâm kim xen kẽ vào ba chân móc. Khi đâm kim được đến cái chân móc cuối cùng nè. Đây. Thì các bạn sẽ dùng tay guốc thật mạnh sợi len, thì lúc này cái vòng tròn của mình nó đã nhỏ lại nè, kín lại như thế này. Ở cái điểm kết thúc này các bạn sẽ tạo cho mình một guốc ở đây. Ta sẽ tiến hành giấu len vào trong chân móc bất kỳ, sau đó tạo một guốc ở đây để cố định được cái vòng tròn nhỏ này. Như vậy là phần mặt gấu của mình nó đã hoàn tất như thế này. Ở sợi len thừa này mình chừa một đoạn khá dài để lát nữa khi ta hoàn tất các cái họa tiết của gấu á, xong ta sẽ sử dụng cái sợi len thừa này khâu cái phần mặt của gấu vào trong thân túi nè. Đây, ta sẽ tiến hành khâu vào như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần tai, mũi cũng như là các cái chân cho gấu. Ở đây mình đã móc được 4 chân cho gấu nè và nhồi bông ở bên trong như thế này. Thì ở 4 cái phần chân này nó móc cũng tương tự như nhau, nhưng chỉ khác là ở cái phần chân ta nối với cái phần mặt của gấu á, nó sẽ có cái phần thân cao hơn. Còn hai cái phần chân mà ta móc để nối vào cái phần đáy của túi thì nó sẽ thấp hơn như thế này nè. Đây, và cái cách móc nó cũng tương tự nhau, nó chỉ khác ở cái phần trụ ở phía trên thôi nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần chân này. Thì đầu tiên các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái phần mặt, tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn vừa tạo 7 mũi móc đơn, tương tự như cái phần mặt này nha, cũng móc cho mình vào đây 7 mũi móc đơn.
1 2 3 4 5 6 và 7. Khi được 7 mũi móc đơn, nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Và cũng móc vào chân móc đầu tiên của cái vòng móc đầu tiên này nè. Đây, móc vào chân móc đầu tiên này 2 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 2. Ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào thì lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ nhỏ lại nè. Thì vòng móc tiếp theo này cũng làm tương tự cho mình giống như cái phần mặt của gấu nè. Ta cũng thêm mũi tương tự và xoắn ốc như thế này. Móc vào 6 chân móc kế tiếp của cái vòng tròn đầu tiên, mỗi chân móc móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Sau khi móc đến cuối vòng các cái mũi móc đơn thì cái vòng móc tiếp theo các bạn cũng tương tự móc cho mình giống như cái phần mặt của gấu á. Đây thì cái hàng móc thứ 3 sẽ làm tương tự như cái phần mặt của gấu nè. Và hàng móc thứ 4 cũng tương tự nha. Ta sẽ tiến hành móc xoắn ốc. Thì ở cái phần chân này các bạn sẽ móc cho mình thêm mũi ở 4 vòng nè. Tức là các bạn sẽ thêm cho mình 4 vòng móc. Và ta cũng thêm mũi vào cái chân móc thứ 2 của hai chân móc cùng chân phía dưới. Thêm cho mình 4 vòng móc tương tự. Tính luôn cả hai cái vòng mà ta vừa móc nha. Các bạn sẽ thêm mũi tương tự cho mình vào chân thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới á. Hoặc là đối với những size to hơn thì các bạn có thể thêm nhiều vòng móc hơn cho cái phần chân của mình nó to hơn nha. Chân thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới nè, ta sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn. Đây, chân thứ hai. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái vòng móc còn lại. Sau khi thêm được 4 vòng móc thêm mũi thì lúc này cái vòng tròn của mình nó đã có cái độ to ra. Các bạn sẽ đếm cho mình cái mũi móc cuối cùng mà ta thêm, cái cụm chân móc cuối cùng mà ta thêm á. Thì ở đây mình có 4 mũi nè. Tiếp tục tương tự giống như cái phần mặt của gấu thì các bạn sẽ móc cho mình thêm 2 hàng móc và ta không tăng mũi ở 2 hàng móc này. Đây, móc thêm cho mình 2 vòng móc không tăng mũi, tương tự như cái phần mặt của gấu nè. Đây, ta có 2 vòng móc không tăng mũi. Để dễ nhớ thì phần chân các bạn cũng móc cho mình 2 hàng móc không tăng mũi nha. Mỗi chân móc móc 1 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau đó làm tương tự cho đến cuối hàng và làm thêm 1 vòng móc tương tự. Tương tự cho đến cuối hàng. Sau đó thêm cho mình 1 vòng móc nữa. Sau khi thêm được 2 hàng móc không tăng mũi cho cái vòng tròn của chân thì tiếp tục cái vòng tròn tiếp theo ta sẽ tiến hành giảm mũi. Và cái phần giảm mũi cũng tương tự giống như cái phần mặt của gấu á, thì các bạn sẽ nhớ cho mình cái điểm kết thúc này nè. Cái vòng tròn kết thúc cuối cùng ta có bao nhiêu mũi ở cụm. Thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành giảm cho mình tương tự. Thì ở cái cụm cuối cùng này mình có 4 mũi nè. 2 mũi ở mỗi chân và 2 mũi cùng một chân. Thì cái chân móc kết thúc này ta sẽ tiến hành giảm mũi đầu tiên, móc vào chân này và chân kế bên chụm lại thành một chân nè. Hai chân kế tiếp mỗi chân móc làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ nhất vào chân thứ nhất và móc đơn thứ hai vào chân thứ hai. Chân thứ ba và thứ tư ta sẽ chụm lại thành một chân. Thì lúc này cái vòng tròn của mình nó đã giảm được 2 mũi móc. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại. Và khoảng cách giữa hai cái mũi giảm nó sẽ cách nhau là hai chân móc. Sau đó giảm cho mình thêm một vòng móc nữa. Thì các bạn sẽ lưu ý ở cái phần chân nè, nó tương tự như cái phần mặt của gấu á. Ở cái phần bầu ở phía dưới của chân nè, các bạn sẽ để ý cho mình nè. Ta có 4 hàng móc tăng mũi, sau đó là 2 hàng móc không tăng mũi đều nhau.
và tiếp tục là hai hàng móc giảm mũi. Sau đó các cái hàng móc phía trên ta sẽ móc thẳng hàng và không tăng mũi cũng không giảm mũi nè. Số mũi móc của cái hàng móc thứ hai nó sẽ bằng với số mũi móc của cái phần trụ phía trên này. Các bạn sẽ móc giảm mũi tương tự cho mình cho đến cuối hàng, sau đó thêm một hàng móc giảm mũi tương tự. Khi đã giảm được hai hàng móc thì lúc này cái số mũi móc của cái vòng tròn thứ hai ở phía dưới nó sẽ bằng với số mũi móc của cái hàng phía trên nè. Thì ở cái phần chân ta gắn ở đáy của túi á, các bạn sẽ thêm cho mình ba hàng móc không tăng mũi cũng không giảm mũi nha. Ta sẽ móc xoắn ốc đều nhau lên ba hàng móc như thế này. Đây, như vậy là mình sẽ có cái phần chân gắn ở đáy túi và có cái phần trụ ba hàng móc như thế này. Ở cái phần chân ta gắn trên cái mặt của gấu thì các bạn sẽ móc lên cho mình 6 hàng móc không tăng cũng không giảm mũi nha, để cho cái phần trụ của mình nó được cao hơn gấp đôi so với cái phần trụ ở cái phần chân đáy. Thì ở đây mình sẽ móc lên thêm 6 hàng móc để ta được cái phần chân thứ hai ở trên mặt của gấu nè. Móc tương tự cho mình xoắn ốc cho đến khi ta được 6 hàng móc đều nhau. Khi đã hoàn tất được phần chân cuối cùng thì các bạn tiến hành nhồi cho mình gòn vào trong cái phần chân để cho chân của mình nó được phồng lên và cố định như thế này. Và để kết thúc được mũi móc, các bạn sẽ tiến hành bỏ qua chân kế bên, móc vào chân móc kế tiếp một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len. Các bạn cũng cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng cái đoạn len này khâu vào trong túi nha. Đây, ở cái phần trụ này các bạn sẽ gập đôi lại như thế này cho mình và ta tiến hành may vào trong cái phần mặt của gấu nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách khâu cái phần chân vào mặt của gấu. Các bạn sẽ canh chỉnh cho mình hai cái phần chân này nó đều nhau nè, đều nhau với hai cái phần tai ở phía trên. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn cái phần tai và mũi sau nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn khâu cái phần chân trước. Các bạn sẽ đưa mặt sau của gấu lên phía trên, ta sẽ tiến hành khâu lại như thế này. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc của cái phần mặt trước. Sau đó ở cái phần trụ này ta sẽ đâm kim lần lượt vào hai chân móc luôn nha. Tức là các bạn sẽ đâm kim cho mình như thế này. Đây, đâm vào chân móc ở phần mặt, sau đó đâm kim vào chân ở phần trụ. Tiếp tục đâm kim vào chân kế bên ở phần mặt nè. Ở cái phần trụ ta sẽ tiến hành đâm kim vào hai chân móc luôn, hai chân móc song song với nhau như thế này. Ta sẽ tiến hành may dẹp nha. Đây, đâm kim vào ba chân móc tương tự như vậy, sau đó kéo len. Thì khi khâu các bạn sẽ lưu ý siết chặt sợi len cho mình để cái mũi móc của mình khi khâu nó không có bị hở ra ngoài nè. Ta sẽ đâm kim lần lượt cho đến cái phần khâu cuối cùng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần tai cũng như là mũi của gấu. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn vừa tạo 7 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 và 7. Khi được 7 mũi móc đơn liên tiếp, ta nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại và móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên của vòng móc này. Móc vào đây cho mình 2 mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai. Các bạn gút thật mạnh vào thì cái vòng tròn của mình lúc này nó sẽ nhỏ lại nè. Thì cái phần mũi này nó cũng giống như cái phần chân ở đây nè, giống như cái cách thêm mũi ở phần chân, các bạn sẽ thêm cho mình xoắn ốc tương tự như vậy cho đến khi ta được 3 hàng móc nha. Khác với lại cái phần chân là 4 hàng thì ở đây các bạn sẽ móc lên cho mình 3 hàng. Ở cái phần tai cũng tương tự, móc lên cho mình 3 hàng thì lúc này nó sẽ cân xứng được với lại cái phần chân nè. Các bạn sẽ thêm mũi cho mình 3 hàng móc ở đây.
Ta sẽ móc tiếp vào 6 chân móc còn lại của cái vòng móc đầu tiên này. Mỗi chân móc móc 2 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi kết thúc được vòng tròn thứ hai thì tiếp tục móc cho mình vào vòng tròn thứ ba. Cũng móc một mũi móc đơn, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc và cũng móc vào chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới nè. Móc vào hai mũi móc đơn. Ta được một cụm chân móc gồm một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cái cụm này, móc tương tự cho đến cuối vòng. Cũng xen kẽ một mũi móc đơn và hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ móc liên tiếp 7 cụm. Sau khi đã tăng mũi được đến vòng tròn thứ ba thì lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ có cái độ rộng như thế này. Khác với ở cái phần chân, ta tăng 4 hàng móc thì ở cái phần mũi và tai các bạn sẽ tăng cho mình 3 hàng móc thôi nha. Ta sẽ dừng lại ở 3 hàng móc như thế này. Sau đó các bạn sẽ móc tiếp cho mình thêm 2 hàng móc không tăng mũi nữa. Nó cũng tương tự giống như cái phần chân á. Cái phần chân là 4 hàng móc tăng mũi, sau đó là 2 hàng không tăng. Thì cái phần mũi này cũng như cái phần tai, ta sẽ móc lên 3 hàng móc nè, 3 hàng móc tăng mũi, sau đó các bạn sẽ thêm cho mình 2 hàng móc không tăng mũi. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ở cái chân móc thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới cũng móc cho mình vào đây một mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại và móc thêm cho mình một hàng móc tương tự. Khi thêm được hàng móc xong thì chốt mũi cũng bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len. Các bạn cũng cắt cho mình sợi len dài nha, để mình dùng cái đoạn len này mình khâu họa tiết vào trong thân gấu. Dùng kim khâu cho mình cái phần mũi này vào trong mặt gấu thì ta sẽ tiến hành khâu 3 phần tư của cái thân mũi này trước. Đây, ta sẽ khâu 3 phần tư. Sau đó ở đây nó sẽ chừa một cái lỗ hở nè. Các bạn sẽ sử dụng cái lỗ hở này để ta nhồi gòn vào cho cái phần mũi của mình được cứng cáp hơn. Sau đó ta sẽ may cái đoạn còn lại. Ở cái phần tai nó khác với phần mũi một chút là các bạn sẽ thêm cho mình 3 hàng móc không tăng mũi nha, để cho cái phần tai của mình nó được sâu hơn nè. Đối với phần tai thì mình sẽ không nhồi gòn nha, các bạn sẽ tiến hành khâu lõm là bên trong để cho cái phần tai của mình nó có điểm nhấn hơn nè, nó sẽ được sâu hơn và có điểm nhấn hơn. Sau khi khâu được các họa tiết lên trên mặt của gấu thì ta tiến hành dùng keo nến hoặc là kim khâu để đính các cái họa tiết như mắt, mũi lên trên thân gấu. Sau khi trang trí các cái họa tiết lên trên mặt của gấu thì mình vừa hoàn tất được họa tiết trang trí thân gấu lên trên ba lô nè. Bây giờ mình sẽ khâu họa tiết gấu lên trên thân túi. Thì ở phía sau của thân gấu mình có chừa một sợi len thừa ban đầu, các bạn sẽ tiến hành dùng kim khâu cho mình cái phần dây này ra phía ngoài. Lúc này sợi len của mình đã nằm ở chính giữa của phần thân gấu, ta sẽ tiến hành khâu thân gấu vào trong thân túi. Thì để khâu thân gấu vào trong thân túi, các bạn sẽ khâu cho mình một vòng tròn ở phía thân túi nè, khâu ở phía dưới của cái nút hít á. Để khi gấu được trang trí lên thân túi thì nó sẽ giúp che đi được cái phần nắp túi nè. Đây, các bạn sẽ tiến hành khâu một vòng lại cho mình với cái vòng tương ứng ở cái phần thân túi như thế này. Thì cái họa tiết gấu này khi khâu vào trong thân túi nó sẽ giúp che đi được cái phần nắp ở phía trên của đầu gấu nè. Đây, khi khâu vào nó sẽ giúp che đi được cái phần nắp. Ở phía dưới đáy túi ta sẽ khâu hai cái phần chân vào hai bên của đáy túi. Và cách khâu cũng tương tự giống như là cái cách khâu các bạn khâu cái phần chân vào trong mặt gấu nè. Đây, ta sẽ tiến hành khâu vào hai bên của đáy túi. Sau khi khâu được họa tiết trang trí gấu lên trên thân túi thì lúc này cái phần trên của đầu gấu nó sẽ giúp mình che được cái phần nắp của túi.
Ngoài họa tiết trang trí gấu, các bạn cũng có thể trang trí thêm nhiều họa tiết khác nhau cho phần thân túi của mình thêm xinh xắn. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một họa tiết trang trí gấu lên trên ba lô cầu vồng như thế này. Chúc các bạn thành công!